Xin chào mọi người, mình là Tấn Quân, tư vấn xe của Volkswagen Sài Gòn và hiện tại mình đang công tác tại chi nhánh Trần Hưng Đạo, có địa chỉ là 120 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đó. Thì hiện tại mình đang có một chiếc xe muốn giới thiệu cho các bạn, đó là chiếc Polo Hatchback đời 2016. Đây là một chiếc xe mới hơn xe cũ và cũ hơn xe mới. Thì chiếc xe này có gì đặc biệt? Thì đầu tiên chính là về cái màu sơn của chiếc xe này được sơn lại hoàn toàn luôn, do đó chiếc xe này nhìn rất là mới luôn, không hề có dấu hiệu của một chiếc xe cũ, và nó được sơn lại màu cam thì màu này rất là đặc biệt, rất là nổi bật luôn. Khi các bạn đi xa đó và heo đòn thì chắc chắn là các bạn không thể nào lạc được bởi vì chiếc xe này quá nổi. Cái điều thứ hai mình muốn nói đến chính là bộ body kit R400 của Polo đó. Chiếc xe này đã được công ty ưu ái trang bị cho nó. Đây, nhìn rất là thể thao. Nó được trang bị từ trước, đằng trước đến đằng sau luôn. Đây là dán stem Sport Edition. Còn về phần mâm xe được sơn lại màu đen thì nó rất là hợp với màu cam của chiếc xe này, khiến cho chiếc xe nó nhìn rất cực kỳ thể thao luôn. Còn đây là đèn của xe. Tiếp theo là mình sẽ nói về cái cốp xe nha. Đây, cốp xe rất rộng luôn, rất phù hợp để đi chơi xa luôn. Cái cốp xe này có thể đựng được đến 2 cái vali đó. Còn đây là kính chiếu hậu của xe. Đây là có đèn xi nhan ở trên đây luôn nha. Thì giờ mình sẽ giới thiệu phần bên trong nội thất của chiếc xe. Đây là phần vô lăng của chiếc xe, có logo của Volkswagen trên đây. Và đây là đồng hồ của chiếc xe. Chiếc xe này đã đi được gần 32.000 cây số rồi đó các bạn. Đây là màn hình của chiếc xe. Đây là một số phím điều khiển trên xe. Đây là cần số xe. Phanh tay. Và xe này ghế được bọc nỉ các bạn ạ. Thì ngồi rất là thoải mái luôn. Ngồi đi xa mà ngồi lên cái ghế bằng nỉ này cực kỳ thoải mái. Bây giờ mình sẽ xuống hàng ghế sau nha. Hàng ghế sau ngồi rất là thoải mái luôn. Có, mình thử ngồi ở phía giữa, ở giữa xem. Ở giữa cũng rất thoải mái, nó không có bị có cục mũ cứng. Đây. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái phần động cơ của chiếc xe đi, về chất lượng của chiếc xe, động cơ và cái lịch sử của chiếc xe. Thì trước khi mà thu mua chiếc xe này thì công ty đã kiểm tra cực kỳ kỹ càng về cái chất lượng động cơ cũng như là lịch sử của chiếc xe này. Chiếc xe này là hoàn toàn không có đâm đụng gì nha, kiểm tra bởi Volkswagen Sài Gòn luôn. Thì cũng giống như Mercedes vậy đó, các bạn thấy một số showroom của Mercedes thì người ta có một bên là bán xe cũ và một bên là bán xe mới. Thì chỗ xe cũ người ta sẽ được kiểm tra kỹ càng và thu mua lại. Thì Volkswagen cũng giống như vậy luôn, tại showroom Trần Hưng Đạo cũng giống như vậy. Mình sẽ mở nắp capo lên để các bạn xem động cơ bên trong nha.
Đây là động cơ của Volkswagen 1.6. Thì đây là mình sẽ đưa các bạn góc nhìn tổng quát của chiếc xe. Thì chiếc xe này hiện tại là có giá lăn bánh luôn là chỉ 579 triệu. Đây là một cái mức giá cực kỳ yêu luôn. Các bạn có thể sở hữu ngay một chiếc xe Đức nhập khẩu. Mọi chi tiết các bạn thắc mắc về chiếc xe này cũng như về giá hay là cần thêm thông tin của chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay cái số điện thoại ở trên cái video này và phần mô tả ở phía dưới, cũng như các bạn có thể đến xem xe trực tiếp tại showroom Trần Hưng Đạo, có địa chỉ là 120 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Clip của mình sẽ kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn.